Nhà đất TV xin kính chào quý anh chị cô chú khách hàng. Hôm nay em xin gửi đến quý anh chị cô chú khách hàng một căn nhà nằm tại nội khu Nia Bình Tây của anh chị cô chú. Thì căn nhà em muốn chia sẻ với anh chị cô chú nó có thiết kế là 3,5 tấm quý vị. Mà trước khi em chia sẻ kết cấu về căn nhà thì em sẽ gửi đến quý anh chị cô chú cái vị trí này để mọi người hình dung rõ hơn về cái hướng đi về cái khu vực nội khu này nha. Thì ở đây em đang đứng là thuộc phường 11 quận 6 anh chị cô chú, và đây là nội khu dân cư Nia Bình Tây. Thì để vào được cái khu vực này á, quý anh chị mình sẽ đi vào là hai con đường chính. Con đường thứ nhất á, là đường Hậu Giang quý anh chị. Thì nhà của mình thì nằm trên địa chỉ là 489/24 đường Hậu Giang. Ở đây mình đi vào ngay chân chỗ trên cầu Hậu Giang, mình nhìn thấy cái khu mà chung cư Him Lam Chợ Lớn. Đó là mình đi vào bên trong. Thì vào bên trong thì mình sẽ thấy được cái tiện ích của nội khu trong đây, có trường học nè, trường học Nguyễn Tất Thành và một số cái trường học cấp 1, cấp 2 có đầy đủ hết. Vào sâu vào tới mà địa chỉ là xe 24 á thì mình sẽ thấy được cái vị trí khu Nia Bình Tây này. Đó, thì ngày hôm nay em xin gửi đến quý chị cô chú một căn nhà tại đây. Em có một cái chị chủ dễ thương chia sẻ một cái căn nhà, và căn nhà này là chị muốn gửi đến em. Thì nhà của mình á đó có tổng diện tích xây dựng là 41m² nha quý chị cô chú. Với thiết kế xây dựng là một lửng, hai lầu, một sân thượng. Đó, có sân phơi được không? Thì mời mọi người nhìn lên bên trên nha. Nhà có sổ hồng hoàn công đầy đủ nha. Giấy tờ pháp lý hợp lại hết quý chị cô chú. Nằm trong khu dân cư cao cấp. Nội khu này là nhà xây liền kề rất là đẹp, nhìn rất là giống nhau luôn. Với khu vực này là rất là an ninh, có cổng rào riêng, có bảo vệ. Đó. Thì nhà này đó có một cái lớp cửa chính ngoài là lớp cửa sắt. Vào lớp cửa này quý anh chị cô chú, mình sử dụng là đây, khóa quăng tay nha quý vị, khóa quăng tay. Ở đây đều sử dụng hết là cái khóa quăng tay. Đó. Rồi. Bây giờ em mời mọi người đi vào bên trong để tham quan cái nội khu ở dưới. Rồi sau đó em sẽ chia sẻ cho quý anh chị cô chú cái giá nha. Đây cái phần ra ở dưới phía ngoài nè. Bên đây là nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này là nằm ở dưới chân cầu thang quý vị. Đây chân cầu thang đây. Đó. Đây là nhà vệ sinh. Còn đây là phần gara đậu xe. Cái phần gara này mình có thể đậu được 6 chiếc xe máy cho những cái thành viên gia đình của mình nha. Còn vào bên trong đây là phòng khách. Phía sau mình là một cái giếng trời quý vị. Thì cái giếng trời này ở khu này được thiết kế tận dụng làm một cái bồn hoa, hoặc là mình làm một cái bể nuôi cá nếu mà mình thích nuôi cá. Đây là cái phần nội phòng khách quý vị. Ở trên của mình là tầng lửng, thì tầng lửng mình sẽ có được là một phòng ngủ. Ở nhà, ở căn nhà này á được thiết kế là 3 phòng ngủ, một phòng khách, một phòng thờ, một sân phơi nha quý vị. 3 phòng ngủ thì trong đó có một phòng master, phòng rộng và hai phòng vừa. Đó. Tất cả ở đây đều có nhà vệ sinh trong phòng ngủ hết nha quý vị. Mình có tổng cộng là 4 nhà vệ sinh. Bây giờ em chia sẻ luôn cái giá mà gia chủ đang muốn bán với anh chị cô chú. Thì chị chủ muốn bán nhanh cho nên là kêu một cái giá khá là hợp lý quý vị. Giá đang muốn chào bán là 8 tỷ. Đấy, giá này thì còn bớt một ít. Quý anh chị nào mà có nhu cầu đến xem căn nhà này á thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại phía dưới của em nha, là 0909049383. Gặp em là Phú sẽ hỗ trợ cho quý anh chị cô chú đi xem căn nhà trong đây. Và đặc biệt là quý vị nào mà có muốn nhu cầu mà xem sổ sách giấy tờ trước khi mà đi xem căn nhà này, hoặc là xem hình bên trong, thì cứ liên hệ trực tiếp em luôn. Và sau đó em kết bạn Zalo rồi em gửi cho mọi người xem luôn, để mình khỏi mất thời gian. Quý vị nào mà có ưng thì mình đến đây mình xem sau khi mà mình xem giấy tờ rồi. Đó. Cho nên là bây giờ quý vị nào mà muốn tham khảo thêm thì em mời mọi người đi từ dưới lên trên. Em sẽ quay nhanh cho mọi người xem cái kết cấu của cái nhà này và cái những cái tiện ích trong nhà này luôn. Rồi sau đó em sẽ kết thúc clip như quý chị cô chú. Bây giờ em mời mọi người đi tham quan theo em dài lên trên. Rồi, xin mời mọi người nhé.